Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Ken nha. Sẽ có một số hoa chị kiển tiếp tục phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình nha. Đây là cái lô nhất chia mai phục vụ đây tới Tết nha quý anh chị em. Rồi anh chào Ken. Xin chào anh Thái, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì vườn em sẽ có một số loại cây kiển và nhiều loại đang bông hoa chuẩn bị hoa Tết. Mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi mã số 1, đây là cây nhất chia mai. Cây này đang nhiều hoa nụ nè. Cây này là hàng Đà Lạt. Bên em đã thuần nắng rồi nên về cô chú anh chị mình trồng ngoài nắng cũng rất là tốt ha. Cây thì nó đang hoa nụ sẵn. Loại này cũng rất là dễ trồng cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 80, tán ngang là 35. Cây có hoành là 5 ha. Cây này em giao lưu với giá là 500.000. Cây đang rất là nhiều nụ luôn, mình chơi hoa dần tới Tết. Lá thì nó có mùi thơm. Loại này thì mình cũng rất là dễ làm bông ha, chỉ cần cắt nước và đủ phân là nó sẽ ra hoa lại. Một năm có thể nở tới 4 lần hoa luôn. Mã số 2. Cây có chiều cao là 85, tán ngang là 35. Cây có hoành đây cũng là 5 luôn. Cây này em cũng giao lưu giá là 500.000 luôn ha. Cây đang nụ rất là nhiều luôn. Nụ nó hoa nó mới lên nó sẽ màu trắng nha. Loại này là hoa cánh két. Đây là mã số 3. Cây có chiều cao cũng là 80 luôn, tán ngang là 30. Cây cũng có hoành là 5. Cây này hiện cũng vô lưu giá là 500.000 luôn ha. Mã số 4. Cây này thì nhiều tán. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 40. Cây có hoành đây là 6. Cây này cũng giao lưu với giá là 500.000. Đây mã số 5. Cây có chiều cao là 90, tán ngang là 35. Cây có hoành đây là 5 ha. Cây này em cũng vô lưu giá là 500.000 luôn. Hoa này nó lên hoa hết, mình nhìn nó ra 3 màu luôn quý anh chị, màu trắng, màu hồng và màu đỏ ha. Tiếp theo là hồng ngọc Viễn Đông. Cái này chậu này là lá nhỏ, hoa màu hồng nhạt ha. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 40. Cây một cốt, hoành đây cũng là 5 ha. Mã số 6 này vô lưu giá là 200.000. Cây đang lên nụ nè. Tiếp theo là hồng ngọc Viễn Đông, cây màu hồng. Cây này có chiều cao là 40, tán ngang đây là 50. Cây một cốt ha. Lên nụ anh chị. Nó đang lên nụ non nè cô chú anh chị. Đây là loại mình chơi hoa tết tết nè. Nụ lên rất là nhiều, nụ nhỏ nè. Cây này hiện vô lưu giá là 250.000. Cây này tán dày. Tiếp theo mã số 8, hồng ngọc Viễn Đông, đây là cây lớn. Cái màu này thì rất là hot trên thị trường ha. Cây có chiều cao là 40, là 48, tán ngang là 65. Cây thân già, cây này có hoành là 7,5 ha. Mã số 8 này em vô lưu giá là 500.000. Cây đang rất là nhiều nụ luôn. Tiếp theo mã số 9, đây là cây hồng ngọc mai, hoa thơm ha, tán rất là dày luôn. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 35, thân đế cao 25. Cây có hoành đây là 34 nha, cây cụm đế này là 34, cây này em giao lưu giá là 200.000. Tiếp theo mình sang bông trang ha, nay trang lá chung mình phối rất là nhiều loại nè. Tiếp theo combo số 10 là 4 chậu. Cái này là dạng sưu tầm ha. Cái này là cam Dubai. Cái này là phụng hoàng vàng, phụng hoàng lửa. Và đây là hồng cẩm thạch hồng lá xoắn. Hoa rất là sáng luôn nha em. Cây này thì có chiều cao thì tầm 30 nha cô chú anh chị. Cây một cốt hết nè. Combo 4 chậu này em giao lưu giá là 220.000. Hàng siêu tầm ha.
Tiếp theo là combo 3 chậu phụng hoàng kim, phụng hoàng cam và cây này là cây trang tàu ha, cây một cốt hết luôn. Cây có chiều cao là 70, tán ngang đây là 40 ha, hốc thân đây là 29. Cây có hoành thì 56 nha cô chú anh chị. Combo 3 chậu này em vô lưu giá là 250.000. Đây là mã số 11 rồi ha. Tiếp theo mã số 12, combo 3 chậu. Đây là cam đài loan nè, mỹ đỏ, đỏ nhung lá lớn. Đây là trang tàu, những chậu này là một cốt nha, đang nụ sẵn luôn. Cây có chiều cao là 50, tán ngang đây là 40 ha. Cây có hoành là 45 nha cô chú anh chị. Combo 3 chậu này vô lưu giá là 220.000 luôn. Tàu vàng đỏ với cây cam đài loan. Tiếp theo là combo 4 chậu cẩm hạch hồng lá xoắn. Cây có chiều cao là 27 ha, tán ngang là 25. Combo 3 chậu này thì em giao lưu với giá là 200.000. Hoa rất là đẹp luôn, cây này đang nụ hết rồi. Tiếp theo, đây là mã số 14. Mã số 14 là phụng hoàng cam, phụng hoàng vàng và phụng hoàng lửa. Cây có chiều cao là 35, tán ngang là 30 ha. Cây một cốt hết nha cô chú anh chị. Combo 3 chậu này em vô lưu giá là 200.000. Tiếp theo là lên một cặp, đây là vàng đài loan chân son ha. Hoa rất là sáng. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 30. Hốc thân đây là 14 ha. Trái hoàm thì tầm 3-4 nha cô chú anh chị. Một cặp này em vô lưu giá là 200.000. Cái này cũng là loại mới, hoa rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là một cặp cam đài loan với đây là vàng đài loan. Này là xây lớn hơn nãy ha. Cây có chiều cao là 55, tán ngang là 30, hốc thân là 10. Một cặp này em vô lưu giá là 240.000. Đây là mã số 16 ha, cam đài loan với vàng đài loan. Tiếp theo đây là phụng hoàng vàng, cây đang siêu bức nụ luôn. Đôi khi nó có lên sọc đỏ chạy hoa đỏ luôn anh chị em. Cây có chiều cao là 47, tán ngang là 40. Này một cốt thấp à. Một cốt thấp, cây hàng già chà. Cây này có hoành là 7. Một cặp này em vô lưu giá là 300.000. Mã số 17, phụng hoàng vàng. Cây này siêu nụ đẹp luôn ha. Tiếp theo là combo số 18 là 3 chậu cam đài loan. Cây này đang nhánh tán rất là đẹp ha. Đang sẵn hoa nụ hết rồi, hầu như mỗi này là mỗi nụ hết. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 45, hốc thân là 25. Cây có hoành 3-4 ha. Combo 3 chậu năm vô lưu giá là 220.000. Cam đài loan. Tiếp theo là lên một cặp cam kim, tán dày đang nhiều nụ nè. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 47. Này hốc thân thấp nha. Hoành thì hoành 56 nha cô chú chị. Cặp này hiện giao lưu giá là 300.000.
Tiếp theo là một cặp, đây là vàng Đài Loan, vàng Đài Loan chân son và cây phụng hoàng cam. Cây có chiều cao là 55, tán ngang là 45, hót thân 14. Cây có hoành ở đây là 5,5 ha. Một cặp này thì em giao lưu với giá là 350.000. Vàng Đài Loan và cũng hoàng cam. Tiếp theo, mã số 21, phụng hoàng vàng, cây đang rực hoa, màu rất là sáng đẹp luôn. Cây này có chiều cao là 65, tán ngang là 50. Cây có hoành ở đây là 7 ha. Cây này em giao lưu giá là 200.000. Mã số 21. Mã số 22 là cây phụng hoàng lửa. Cây này tán dày rất là đẹp luôn nè. Bắn chồi rất là mạnh luôn chị em. Cây có chiều cao là 70. Tán ngang là 50, cây đang lên nụ. Hót thân đây là 36. Cây có hoành là 8. Mã số 22, giao lưu giá là 350.000. Phụng hoàng lửa. Mã số 23 cũng là phụng hoàng lửa luôn, tán rồi dày đẹp ha. Cây có chiều cao là 1m, tán ngang là 75, hót thân là 45. Cây có hoành đây là 8,5 ha. Cây này hiện giao lưu giá là 400.000. Mã số 23. Mã số 24 là cây tím sen Vĩnh Châu, cây thuần chậu ha, đang nhiều nụ nè. Loại này hoa rất thơm ha. Cây có chiều cao là 95, tán ngang đây là 80, hót thân là 15. Cây có hoành đây là 9 ha. Cây này thì em giao lưu với giá là 350.000. Mã số 24, tím sen Vĩnh Châu. Tiếp theo là cây Mỹ tím thơm, đàn dày, hoa thơm đẹp ha. Đàn full bông anh chị em. Cây có chiều cao là 95, tán ngang là 85. Cây có hoành đây là 10 ha. Mã số 25 giao lưu giá là 250.000, Mỹ tím thơm. Mã số 26 là cây tàu, trang tàu ha. Cây này ba màu anh chị em, cây zin nha. Màu vàng nè, màu đỏ và màu hường ha, trên cùng một cây. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 85. Cây có hoành ở đây là 10, mã số 26, giao lưu giá là 250.000 luôn. Tán dày, đang hoa nụ đẹp ha. Tiếp theo đây là cây hồng hường. Cây thần chậu anh chị em, màu hoa rất là ngọt. Cây có chiều cao là 1m15, tán ngang đây là 80, hót thân là 30. Cụm đế này đây là hoành 19 ha. Mã số 27 em giao lưu giá là 250.000. Mã số 28 là cây tím sen Vĩnh Châu. Cây kẹo búp nha Vĩnh Châu. Cây có chiều cao là 1m05, tán ngang là 75. Một cốt rất là đẹp luôn. Hót thân là 47. Cây có hoành ở đây là 7,5 ha. Cây này em giao lưu giá là 350.000. Mã số 28. Cây một cốt hót thân. Mã số 29, cây vàng Pháp. Cây vàng Pháp vàng, vàng hoa mai. Cây có chiều cao là 1m05, tán ngang là 60, hót thân là 50. Đây có hoành là 9 nha.
Cây này em dưa lưới giá là 250.000, mã số 12. Phát vàng trên son, bông rất là đẹp luôn. Mã số 30, tím sen Vĩnh Châu. Cây có chiều cao là 1m, tán ngang là 65. Cây có hoành ở đây là 10 ha. Cây này em vô lưới giá là 350.000, mã số 30. Trời. Mã số 31 là cây vàng son Cần Thơ. Cây đang nụ đẹp. Cây có chiều cao là 1m20, tán ngang là 40, hót thân là 53. Cây có hoành ở đây là 8,5 ha. Cây này thì em vô lưu với giá là 250.000, mã số 31. Cây đang nụ đẹp. Mã số 32 là cây trắng nè. Trắng siêu bồng của anh chị em. Trắng lá trung. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 70, đế nôm nè, rất là đẹp ha. Cây có hót thân là 30, hoành ngay đây là 12. Cây này thì em vô lưới giá là 220.000, mã số 32. Mã số 33 là cây hường Dubai. Cây đang lên hoa đẹp. Cây có chiều cao là 1m30, tán ngang là 60, hót thân là 77. Cây có hoành ở đây là 7,5 ha. Mã số 33 em vô lưới giá là 350.000, hường Dubai. Tiếp theo đây là cây vàng son sữa, mã số 34. Cây có chiều cao là 1m25, tán ngang là 55, hót thân là 55. Cây hoành ngay vị trí này là 7,5 ha. Cây này em vô lưới giá là 300.000, mã số 34, vàng son sữa. Mã số 35 là cây trang sen. Cây có chiều cao là 1m25, tán ngang là 55, hót thân là 55. Cây có hoành như đây là 13 ha. Cây này hiểm vô lưới giá là 300.000, mã số 35. Dòng sen xưa hoa rất đẹp quý anh chị em. Mã số 36, cây tím sen lá trung. Tím sen lá trung. Cây đang lên nụ. Cây có chiều cao là 1m30, tán ngang là 75, hót thân là 49. Cây có hoành ở đây là 12 ha. Cây này thì em vô lưới giá là 200.000, mã số 36. Tím sen lá trung. Mã số 37 là cây hồng phấn sữa. Ô, cây hồng phấn lá trung siêu bông. Quá lùng anh chị, đúng là siêu bông luôn. Cây đang lên nụ. Mỗi đọt mỗi nụ à. Cây có chiều cao là 1m15, tán ngang là 70, hót thân đây là 30. Cây có hoành ở đây là 11 ha. Cây này hiện vô lưới giá là 250.000, mã số 37. Mã số 38 là cây cam Đài Loan. Cây này cũng đóng nụ rất là đặc cây à. Cây này đang lên nụ. Cây có chiều cao là 1m25, tán ngang là 60, hót thân là 57. Cam Đài Loan dòng hoa rất đẹp quý anh chị em. Cây có hoành ở đây là 8 ha. Cây này hiện vô lưới giá là 350.000, mã số 38. Tán. Mã số 39 cũng là cam Đài Loan luôn, cây này đang lên hoa luôn nè. Hai cây này một cặp đó anh chị. Cây này cũng có chiều cao là 1m30, tán ngang là 60, hót thân là 58.
Cây có hoành ở đây là 10 ha. Cây này hiện vô lưới giá là 350.000, mã số 39, cây đang hoa. Tán rất là đẹp ha. Rồi đây cũng là mã số cuối clip. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và xin chân thành cảm ơn kênh Pháp Thái đã hỗ trợ nhà vườn, và hẹn gặp lại video lần sau ha. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo ở nhà vườn em Ken nha.